Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh Bản Vẽ Nhà. Thì hôm nay chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay kênh Bản Vẽ Nhà sẽ giới thiệu cho các bạn một số những mẫu nhà 2 tầng mà cơ bản nên dành cho tất cả bạn cùng xem. Thì đây là một số những cái mẫu nhà mà nhiều bạn trong xem video của mình cũng bảo là anh ơi có thể thiết kế nhà 4,5, 5,5, 5m x 15m hoặc là 5m4 x 14 mét vân vân. Thì mình cũng không thể nào làm được hết những video đấy, thì hôm nay thì mình xin giới thiệu sơ qua về một số những cái mẫu bản vẽ mà có kích thước tương tự như vậy. Đây là cái mẫu kiểu nhà 2 tầng, nhà ống đấy các bạn. Thì không còn chờ lâu nữa, xin mời tất cả bạn cùng xem những cái video này. Thì đây là một số những cái mẫu nhà mà mình chắt lọc ra mà mình thấy là rất là đẹp và phù hợp và hiện nay người ta đang sử dụng rất nhiều đối với cái mẫu nhà 2 tầng, nhà ống đất diện tích khoảng tầm 5, rộng 5 và nhỏ hơn một chút và rộng hơn một chút, và dài thì sẽ từ 12 cho đến 15 mét nhé các bạn nhé. Xin lỗi là hôm nay mình chỉ xin giới thiệu sơ qua chứ mình không vẽ được, không vẽ mẫu hình 3D cho các bạn nhé. Thì mình chỉ nói kiểu là sơ qua về những cái mẫu mà bố trí phòng ngủ, phòng khách như nào để cho các bạn hình dung được ra là cái cấu trúc của một cái ngôi nhà nó sẽ như thế nào nhé khi mà mình xây với những cái mẫu nhà như vậy. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào và tìm hiểu cái mẫu nhà đầu tiên mình muốn giới thiệu, đó chính là mẫu nhà 4,5 x 15m nha các bạn nhé. Ok, trên màn hình của các bạn đây là diện tích phòng 1 này các bạn. Đây, đây là khu vực sàn 1 nhé. Ngoài thì là sân này, sân và sảnh này. Ở đây sảnh thì chúng ta có thể để xe máy này. Và tiếp đến là ở đây là chúng ta có khu vực phòng khách này. Thì ngôi nhà này sử dụng một cầu thang trượt dài nhé các bạn nhé. Cầu thang trượt dài từ dưới lên và chiếu. Điểm đặc biệt ở trong ngôi nhà này thì người ta có để một cái khu vực chống ở đây để tạo lên một cái khu khi mà các bạn xây ấy, thì các bạn có thể là để chống ở đây. Và chúng ta có thể là làm kính này để tạo ra một không gian xanh ở trong ngôi nhà. Đây là một cái điểm cộng trong cái mẫu nhà này nhé các bạn nhé. Tiếp đến là khu vực phòng phòng bếp các bạn ạ. Đấy. Khi mà chúng ta, các bạn có thể nhìn thấy không? Khu vực phòng khách này chúng ta ngồi đây và ở đây là một khu vườn nhỏ đây. Thì đặc biệt là mình cảm thấy mẫu thiết kế này rất hay và đẹp. Khi chúng ta có thể để bàn ăn ở đây này. Khi mà chúng ta ăn cơm thì chúng ta ngồi ở đây thì cảm giác là cái ngôi nhà của chúng ta sẽ không bị bí bách nhé. Ok, đó khu vực phòng bếp này. Với mẫu thiết kế này thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ phía dưới tầng nhé các bạn nhé. Đó, rồi đây là bố trí rất là hợp lý luôn các bạn ạ. Tiếp đến là khu vực phòng ngủ này, nhà vệ sinh này, đằng sau cũng là một cái khoảng không không gian này, không gian của cây cối này. Để thứ nhất là để mở cửa sổ ra đây, hợp lý, ok. Tiếp đến là chúng ta sẽ cùng, mình sẽ nói sơ qua nhanh cho các bạn hiểu nhé. Tiếp đến là khu vực tầng 2 này. Đây là cái cầu thang lên này, cầu thang trượt lên này. Đó. Và chúng ta cũng sẽ có những cái sân sân trời đây, chúng ta có thể làm cái sân phơi ở đằng trên. Những cái điểm ở dưới thì chúng ta có thể là để làm sân phơi hoặc là khu vực. Ở trên khu vực tầng 2 này thì chúng ta cũng sẽ có 2 phòng ngủ nhé các bạn nhé. 2 phòng ngủ, một khu vực sân phơi ngồi, một nhà và nhà vệ sinh này. Đó. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây, đây là những cái thông số của cái phòng này, khu vực tầng 2 này. Khu vực tầng 2 thì gồm có này, phòng ngủ master này các bạn nhé. Vệ sinh thì gồm có 2 này, phòng ngủ này, vệ sinh này, sân phơi đó. Thì các bạn cũng có thể nhìn theo số 5 này. Bây giờ mình xin giới thiệu cái mẫu nhà thứ hai. Vì thời lượng của chúng ta không dài lắm nên là mình không muốn nói dài hơn. Đây mẫu nhà 5 x 16m nhé. Mẫu nhà 5 16m này thì tiếp đến là các bạn thì nhìn theo những con chuột của mình. Đây là phòng khách này, phòng khách thì người ta có thiết kế cho chúng ta cũng thiết kế một cái khu vực. Một khu vực như là tiểu cảnh ở đây nhé, khu vực tiểu cảnh dưới gầm cầu thang các bạn nhé, để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà, cho nó ngôi nhà xanh hơn. Thì nếu như bạn nào không biết tiểu cảnh là gì, các bạn có thể bấm lên YouTube hoặc Google và tiểu cảnh trong nhà thì nó sẽ xuất hiện ra một số tiểu cảnh mà các bạn có thể làm theo. Tiếp đến là chúng ta khi mà đi vào khu vực phòng khách thì chúng ta sẽ đi vào khu vực nhà vệ sinh này.
nhà vệ sinh, bố trí ngôi nhà này bố trí nhà vệ sinh ở giữa nhà và tiếp đến là khu vực phòng bếp các bạn nhé. Phòng bếp đây thì người ta sử dụng không gian tất cả phần cuối là khu vực phòng ngủ, ok, tương đối rộng rãi. Rồi tiếp đến là khu vực bằng tầng tầng 2 đó. Với mẫu nhà này thì mình nghĩ là cũng không có khó gì để tưởng tượng và các bạn cũng đều có thể tưởng tượng được ra và đầy đủ tất cả công năng. Thì ngôi nhà này gồm có 3 phòng ngủ nha các bạn nhé, bếp, nhà vệ sinh khép kín, hai vệ sinh và phòng khách. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem mẫu nhà thứ thứ ba nha các bạn nhé. Mẫu nhà này thì là 4 x 18 m này. Đây là một cái mẫu nhà mà mình cảm thấy là cũng khá nhiều bạn là hỏi vì mình không hiểu sao, nhưng mà chắc là diện tích đất bây giờ nó hạn hẹp nên là nhiều người đất 4 x 10 rộng 4 thì rất nhiều người muốn tìm mẫu này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem. Tiếp đến là đầu tiên là sảnh này các bạn. Sảnh thì chúng ta sẽ đi vào khu vực phòng khách này. Ok, khu vực phòng khách là chúng ta bố trí dài ra một chút và tiếp đến là một khu sinh hoạt nho nhỏ, một khu sinh hoạt nho nhỏ, cầu thang, phòng ngủ. Đối với mẫu nhà 4 x 4 rộng 4 này thì cái mẫu phòng ngủ thì chúng ta cũng không được rộng rãi cho lắm các bạn ạ. Đó thì tiếp đến là ở đây là mình bố trí khu vực phòng phòng bếp của cuối cùng, tầng 2 sân thượng đó, các bạn có thể nhìn trên hình vẽ nhá và tưởng tượng ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua mẫu nhà thứ năm. Mẫu nhà thứ năm này, mẫu nhà thứ năm là mẫu nhà 4,8 x 16 m nhé các bạn nhé. Mẫu nhà thứ năm này là mình thấy là hợp lý ấy, và rất là đẹp nhé. Đầu tiên là không gian, ở đây là chúng ta mẫu này có thể là kinh doanh, không gian kinh doanh là có nghĩa là có thể là thiết kế với những mẫu nhà khu vực mặt phố đây, cũng rất là hợp lý đây các bạn ạ. Đầu tiên là sân này, cứ sân đi, sân thì cũng coi như là đây là khu vực kinh doanh đi. Tiếp đến là sảnh này và tiếp đến là khu vực phòng khách. Ở đây vì là cái ngôi nhà này họ bố trí như này để tạo ra một cái không gian thoáng đãng đấy các bạn. Thì cầu thang đây, cầu thang thì ở dưới gầm cầu thang thì người ta có tạo nên những cái tiểu cảnh bối cảnh ấy, những cây này, hoa này hoặc là nuôi cá ở đây, thì các bạn có thể tìm hiểu cái đây ở trên mạng nhé các bạn nhé. Tiếp đến là phòng khách và nhìn sang là tivi này. Tiếp đến là khu vực phòng bếp, ok, khu vực phòng bếp và tiếp đến là khu vực nhà vệ sinh nhé các bạn nhé. Ở đây thì người ta thiết kế hai phòng tắm và WC riêng riêng biệt nhé các bạn nhé, để tạo cho người dùng được thoải mái hơn. Nếu như chúng ta dùng kết hợp hai cái này thành một ấy, thì khi mà có người này cần thì người kia lại không cần. Chẳng hạn như người này muốn đi vệ sinh thì người kia muốn tắm thì lại để đợi nhau. Ok, tiếp đến là một cái khu vực phòng ngủ phía dưới dưới tầng. Chắc chắn rằng bạn nào muốn xây nhà thì cũng muốn là có một cái phòng ngủ ở dưới tầng, tại vì là sau này mà về già chắc chắn là chúng ta sẽ không muốn leo lên cầu thang. Tiếp đến là khu vực tầng 2, thì đây là khu vực tầng 2 thì chúng ta có khu vực sinh hoạt chung và cộng với phòng thờ luôn. Ok, và tiếp đến là hai phòng ngủ đằng sau, con cái và khu vệ sinh. Rồi mẫu nhà này mình vô cùng thích thú với mẫu nhà này, thì bạn nào yêu quý mẫu nhà này có thể làm theo mẫu nhà này. Mình thấy là thứ nhất là về cái không gian phòng khách rất là rộng rãi và thoải mái và khu vực bếp. Ok, rồi bây giờ xin mời tất cả bạn cùng qua mẫu nhà thứ năm nhé. Mẫu nhà ống 2 tầng, 5 7 5 x 6 x 12 mét. Đây là cái mẫu nhà mà về chiều dài không gian khá là ngắn lại. Rồi ok, đây bây giờ chúng ta sẽ cùng vào là thứ nhất là phòng khách này, khu vực phòng khách này. Thì với mẫu nhà này 5,6 thì người ta có thích hợp luôn cả khu vực để xe nhé các bạn nhé. Nếu như các bạn không thích khu vực để xe thì các bạn cũng được thôi. Nhưng mà với mẫu nhà này thì thường thường là người ta đã ngắn rồi nên người ta phải tận dụng khu vực này để xe máy. Vì mình nghĩ đây là mẫu nhà dành cho khu vực mặt phố đi. Tưởng tượng là khu vực nhà mặt phố thì chúng ta sẽ xây hết đất, thì chúng ta sẽ không có khu vực để xe nên chúng ta phải thiết kế như vậy. 4,2 m này. Và tiếp đến là khu vực vệ sinh nhá, thì là 3,5 này. Kết hợp với mẫu không gian hẹp như này thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi cùng vệ sinh dưới gầm cầu thang để tiết kiệm không gian. Và đó là không gian này. Thì đối diện thì chúng ta có những cái tiểu cảnh, vẫn là những cái tiểu cảnh để tạo nên điểm nhấn cho ngôi nhà. Và tiếp đến là khu vực phòng bếp. Mẫu nhà này thì vì do là khá là hẹp nên là chúng ta khá là ngắn nên là chúng ta không thể bố trí được, không thể bố trí được phòng ngủ phía dưới, rất tiếc.
Rồi ok, chúng ta sẽ qua đến tầng 2. Rồi thì đất như thế nào thì phải dùng như vậy thôi. Đất càng ngắn thì chúng ta lại càng lên tầng cao. Đấy là điều chắc chắn rồi. Như nhà vườn thì chúng ta xây nhà vườn rộng thì chúng ta lại tốn nhiều đất. Ok, mỗi một cái thì nó có điểm nhấn khác nhau, hai tầng và nhà cấp 4 nó khác nhau ở điểm đó. Chúng ta muốn làm nhà vườn thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải mất nhiều đất rồi. Nhưng mà lên hai tầng thì chúng ta sẽ tiết kiệm được đất và sử dụng nhiều hơn. Đây là khu vực tầng 2 rồi, ok. Đó là năm cái mẫu nhà hai tầng, nhà ống mà hôm nay mình muốn truyền đạt cho tất cả bạn. Do là thời lượng của chương trình nó cũng không được dài lắm mà nên là mình nói sơ qua thôi nhé. Còn nếu như bạn nào yêu quý mình thì hãy nhớ là đăng ký kênh YouTube của mình và chia sẻ video cho thật nhiều người cùng xem nhé, để ủng hộ cho mình nhé. Đặc biệt là bạn nào là muốn mua bản vẽ hoặc là thiết kế thì hãy gọi điện thoại trên cái số điện thoại trên màn hình nhé, thì bên mình sẽ tư vấn tận tình cho tất cả bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.